Ở bài 1 cô đã hướng dẫn các bạn tìm hiểu phần tiếng Việt, đó chính là tìm hiểu về từ. Chúng ta có từ đơn và từ phức rồi đúng không nào? Vậy thì ở bài 2 với chủ đề là miền cổ tích thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về trạng ngữ. Vậy thì để biết được trạng ngữ là gì thì chúng ta vào phần đầu tiên, tri thức tiếng Việt. Thứ nhất về trạng ngữ, đầu tiên khái niệm về trạng ngữ đó là gì? À, trạng ngữ nó là một cái thành phần phụ của câu, các bạn nhớ cho cô. Trạng ngữ là thành phần phụ của câu và bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính. Và trạng ngữ thì nó có một số loại trạng ngữ cụ thể như sau. Đó là trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nơi chốn, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích. Vậy thì để hiểu hơn chúng ta sẽ xét từng ví dụ để xem là trạng ngữ nó là trạng ngữ như thế nào. Nó chỉ nguyên nhân, chỉ mục đích, chỉ thời gian, nơi chốn ra làm sao. Vậy thì để hiểu hơn lát nữa chúng ta sẽ tìm hiểu. Và thứ hai chúng ta sẽ đi xem là về số lượng trạng ngữ ở trong câu thì như thế nào. À, trong một câu chỉ có được một trạng ngữ thôi hay là nó có thể có nhiều trạng ngữ. Ví dụ như mùa thu trên các con phố hoa sữa thơm ngào ngạt. Vậy thì ở đây để mà xác định được trạng ngữ thì chúng ta biết rằng khái niệm chúng ta vừa mới tìm hiểu xong đó chính là nó là cái thành phần phụ của câu đúng không? Nó bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính. Và thành phần chính thì bao gồm có chủ ngữ và vị ngữ đúng không? Vậy thì chúng ta trước khi chúng ta xác định được rằng là ở trong câu này trạng ngữ là phần nào thì các bạn xác định xem, trong trường hợp chúng ta mới làm quen thì chúng ta xác định xem trong câu này thì chủ ngữ là đâu, vị ngữ là đâu trước, sau đó xem cái thành phần phụ của nó sẽ là thành phần trạng ngữ, được chưa nào? Vậy thì ở đây mùa thu trên các con phố hoa sữa thơm ngào ngạt thì hoa sữa chính là chủ ngữ đúng không nào? Còn thơm ngào ngạt là vị ngữ đúng chưa? Vậy thì thành phần chính là chủ ngữ vị ngữ rồi, còn trạng ngữ nó là thành phần phụ bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính. Vậy thì bây giờ cái còn lại sẽ là thành phần phụ, đúng chưa? Vậy thì thành phần phụ chúng ta thấy còn mùa thu và trên các con phố. Vậy thì bây giờ mùa thu và trên các con phố sẽ là trạng ngữ cho câu này, bổ sung ý nghĩa cho câu này, được chưa? Vậy thì ở đây mùa thu sẽ là trạng ngữ chỉ cái gì trong những cái trạng ngữ vừa nãy chúng ta vừa mới nêu tên? Nó là trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn, chỉ nguyên nhân hay chỉ mục đích? À, vậy thì rõ ràng mùa thu chúng ta biết rằng đó là một trong bốn mùa ở trong năm đúng không? Vậy thì đương nhiên trạng ngữ mùa thu nó sẽ là trạng ngữ chỉ thời gian. Vậy còn trên các con phố thì sao? À, trên các con phố thì khi đọc lên chúng ta biết rằng đây chính là trạng ngữ chỉ nơi chốn, ở đâu? Đó là ở trên các con phố. Vậy thì ở đây mùa thu trên các con phố nó chính là trạng ngữ. Vậy thì trong câu này chúng ta thấy rằng trong một câu có đến hai trạng ngữ, một trạng ngữ chỉ thời gian và một trạng ngữ chỉ nơi chốn hay là chỉ địa điểm đó. Nó bổ sung ý nghĩa cho hoa sữa thơm ngào ngạt. Vậy thì hoa sữa thơm ngào ngạt nó đã là đủ một câu rồi đúng không? Vậy thì cụ thể hơn, hoa sữa thơm ngào ngạt khi nào? À, đó là mùa thu, ở đâu? Ở trên các con phố. Vậy thì mùa thu trên các con phố nó bổ sung ý nghĩa cho hoa sữa thơm ngào ngạt. Các bạn đã hiểu chưa nào? Vậy thì từ đây chúng ta có thể rút ra một cái nhận xét trong phần tri thức tiếng Việt về phần trạng ngữ, đó chính là gì? Trong một câu có thể có một hoặc nhiều trạng ngữ, chứ không phải nhất thiết là chỉ có được một trạng ngữ, hoặc cũng không nhất thiết là phải có nhiều trạng ngữ, và cũng không nhất thiết là trong tất cả các câu phải có trạng ngữ nha. Tức là tùy từng câu thôi, được chưa? Chứ không phải câu nào cũng có trạng ngữ đâu, nghe chưa các bạn? Rồi, đó là về số lượng. Rồi các bạn xét cho cô ví dụ ở trên bảng. Hồi đó có một nước láng giềng lăm le muốn xâm chiếm bờ cõi nước ta, để dò xem bên này có nhân tài hay không, họ sai sứ giả mang một cái vỏ ốc vặn rất dài, rỗng hai đầu và sau đó sâu một đố làm sao để sâu được một sợi chỉ mảnh xuyên qua cái đường của ruột ốc. Vậy thì đây là một cái đoạn văn trích trong chuyện cổ tích Em bé thông minh mà các bạn đã được học ở tiết trước rồi đúng không nào? Vậy thì ở đây trong ví dụ này chúng ta xét xem trạng ngữ nó nằm ở đâu. Vậy thì để xét được trạng ngữ là cái từ nào thì chúng ta phải xem cái đoạn văn mà đề bài đưa ra gồm có mấy câu. Câu đầu tiên đó là gì? Từ hồi đó cho đến bờ cõi nước ta.
Một câu thì kết thúc bằng dấu chấm, bằng dấu 3 chấm, bằng dấu chấm than, bằng dấu chấm hỏi thì nó mới kết thúc một câu đúng không? Vậy thì ở đây, từ hồi đó đến nước ta là một câu. Vậy thì chúng ta phải xem trong câu này thành phần trạng ngữ nó là từ nào. Vậy chúng ta thấy rằng, còn một cái đặc điểm của trạng ngữ nữa mà các bạn phải nhớ được cho cô đó là gì? Trạng ngữ thường ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy. Vậy thì các bạn nhìn xem ở trong câu đầu tiên, phần nào được ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy? Đó chính là hồi đó, được chưa nào? Vậy thì chúng ta chỉ ra được trạng ngữ đầu tiên, đó chính là hồi đó. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang câu thứ hai. Chúng ta thấy rằng là gì? Câu thứ hai, cái thành phần mà ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy, cái phần mà ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy đó chính là để dò xem bên này có nhân tài hay không. Và thì đây chính là trạng ngữ thứ hai trong câu này. Và chúng ta sẽ xem là những cái trạng ngữ chúng ta vừa mới chỉ ra đó là trạng ngữ chỉ cái gì? Chỉ thời gian, chỉ nguyên nhân, chỉ nơi chốn hay chỉ mục đích? Đầu tiên, hồi đó chính là trạng ngữ chỉ thời gian, được chưa nào? Thứ hai, để dò xem bên này có nhân tài hay không. Họ sai sứ giả mang sang cái con ốc đó để làm gì? Chính là để dò xem bên này có nhân tài hay không. Vậy thì đây chính là trạng ngữ chỉ mục đích. Mục đích của họ mang cái con ốc đó và mang cái yêu cầu đưa ra một cái câu đố đó là xỏ cái sợi chỉ xuyên qua cái đường của ruột ốc đó để làm gì? Để xem là có nhân tài hay không. Vậy thì đó chính là trạng ngữ chỉ mục đích, được chưa nào? Rồi tiếp tục vận dụng mà chúng ta nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp. Đầu tiên, trên cành cây, mùa hè, vì chủ quan, để phòng chống Covid. Trong cột B có ve kêu râm ran, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Nhiều bạn làm bài chưa tốt, những chú chim hót líu lo. Vậy thì ở đây nhỏ, trên cành cây chúng ta sẽ nối với trên cành cây thì sao? Trên cành cây thì những chú chim hót líu lo, được chưa nào? Còn mùa hè thì có gì? Mùa hè thì ve kêu râm ran. Vì chủ quan thì sao? Vì chủ quan cho nên nhiều bạn làm bài chưa tốt. Và để phòng chống dịch Covid thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Vậy thì đây chính là chúng ta đã ghép nối xong ở trường hợp ở cột A với trường hợp ở cột B. Vậy thì từ cái ví dụ chúng ta xét tiếp. Trường hợp đầu tiên chúng ta vừa mới nối xong đó là gì? Trên cành cây, những chú chim hót líu lo. Vậy thì những chú chim hót líu lo ở đâu? Ở trên cành cây. Vậy thì chúng ta thấy rằng những chú chim đó chính là chủ ngữ và hót líu lo đó là vị ngữ. Còn cái phần còn lại nó là thành phần phụ để bổ sung ý nghĩa cho câu thì đó chính là trạng ngữ. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong trường hợp này chúng ta có trạng ngữ trên cành cây, đó chính là trạng ngữ chỉ địa điểm hay chính là trạng ngữ chỉ nơi chốn đó. Trường hợp thứ hai, mùa hè ve kêu râm ran. Mùa hè, ve sẽ là chủ ngữ, kêu râm ran là vị ngữ. Vậy cái thành phần phụ còn lại đó là mùa hè và nó sẽ là giữ vai trò là trạng ngữ ở trong câu. Và đây chính là trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ một mùa ở trong năm thì đó là thời gian, đúng không nào? Tiếp tục trường hợp thứ ba, vì chủ quan nhiều bạn làm bài chưa tốt. Nhiều bạn ở đây chính là chủ ngữ và làm bài chưa tốt là vị ngữ. Vì sao các bạn lại làm bài chưa tốt? Bởi vì vì chủ quan. Và khi thấy xuất hiện từ vì này thì thường trả lời cho câu hỏi nguyên nhân, đúng không? Ví dụ là nguyên nhân vì sao bạn lại làm bài chưa tốt thì đó là vì em chủ quan. Nguyên nhân vì sao bạn không đi học? Vì em bị ốm, vì xe em bị hư, vì em có việc đột xuất. Đó chính là nguyên nhân, đúng không? Vậy thì ở trong trường hợp thứ ba này, vì chủ quan nó chính là trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Tiếp tục, trường hợp thứ tư, để phòng chống Covid, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Vậy thì chúng ta thấy rằng chủ ngữ ở trong câu này chính là chúng ta, đúng không? Còn vị ngữ là phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Vậy thì chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc 5K để làm gì? Đương nhiên đó là để phòng chống Covid. Vậy thì chúng ta thấy rằng để phòng chống Covid nó chính là thành phần phụ của câu để bổ sung ý nghĩa cho cái câu này. Và nó cũng chính là trạng ngữ ở trong câu và đây chính là trạng ngữ chỉ mục đích để làm gì, đúng không nào? Rồi vậy thì đó là bốn cái trường hợp mà cô lấy ví dụ. Và cả bốn trường hợp này từ những cái trạng ngữ cô vừa mới chỉ ra chúng ta thấy rằng ở mỗi cái sau cái phần trạng ngữ
Các bạn nhìn thấy không? Cả trường hợp 1, 2, 3, 4 rằng là gì? Thành phần trạng ngữ được cách với thành phần chính bởi dấu phẩy. Đó chính là cái đặc điểm để chúng ta nhận biết về trạng ngữ ở trong câu. Rồi, đó là phần tri thức tiếng Việt mà cô vừa mới hướng dẫn các bạn xong. Vậy thì bây giờ từ cái phần tri thức đó chúng ta vận dụng để sang bài tập ở trong phần thực hành tiếng Việt. Các bạn lật sách giáo khoa, chúng ta đi vào thực hành tiếng Việt. Trang 48. Chúng ta sẽ đi từng bài một. Bài đầu tiên, đề bài yêu cầu rằng tìm và nêu tác dụng của các trạng ngữ dưới đây. Và đề bài có đưa ra cho chúng ta 4 trường hợp A, B, C, D. Chúng ta sẽ đi giải quyết từng phần một. Trường hợp A: ngày cưới trong nhà sọ dừa, cỗ bàn thật linh đình, gia nhân chạy ra chạy vào tấp lập. Rồi, đây là câu đầu tiên. Vậy thì trong câu này, trạng ngữ mà chúng ta chỉ ra được đó chính là trạng ngữ ngày cưới. Đó là trạng ngữ thứ nhất. Trạng ngữ thứ hai: trong nhà sọ dừa. Vậy thì trạng ngữ ngày cưới đó chính là trạng ngữ chỉ thời gian, còn trong nhà sọ dừa đó là trạng ngữ chỉ nơi chốn, đúng không? Ngày cưới ở trong nhà sọ dừa thì sao? À, cỗ bàn thì thật là linh đình, và gia nhân thì chạy ra chạy vào tấp nập. Thì đó là, vậy thì đây là thành phần chính. Còn cái phần chúng ta vừa mới chỉ ra đó là thành phần phụ để bổ sung ý nghĩa cho thành phần chính mà chúng ta đang nói đến. Trường hợp thứ hai: đúng lúc rước dâu không thấy sọ dừa đâu cả. Vậy thì ở đây trạng ngữ đó chính là đúng lúc rước dâu, và đây chính là trạng ngữ chỉ thời gian. Khi nào? À, khi cái lúc mà diễn ra cái sự kiện rước dâu đó. Trường hợp C: lập tức vua cho gọi cả hai cha con vào ban thưởng rất hậu. Vậy thì ở đây trạng ngữ chúng ta vừa nãy học rồi, đó chính là nó được ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy, đúng không? Vậy thì cái phần dấu phẩy chúng ta nhìn thấy ở đây rồi. Vậy thì dễ dàng xác định được trạng ngữ trong câu này chính là lập tức, và đây là trạng ngữ chỉ cách thức. Trong trường hợp D: sau khi nghe sứ thần trình bày mục đích của cuộc đi sứ, vua quan đưa mắt nhìn nhau. Vậy thì chủ ngữ ở đây chính là gì? À, vua quan đưa mắt nhìn nhau, đúng không? Còn vua quan còn đưa mắt nhìn nhau sẽ là vị ngữ. Vậy thì vua quan đưa mắt nhìn nhau nó là thành phần chính, còn lại sẽ là thành phần phụ, là trạng ngữ ở trong câu, và đây chính là trạng ngữ chỉ thời gian. Khi nào? À, khi mà nghe sứ thần trình bày về cái mục đích của cuộc đi sứ đó. Vậy thì đó là trạng ngữ chỉ thời gian. Bài đầu tiên, bài tập đầu tiên. Tiếp tục sang đến bài tập số 2, người ta yêu cầu các bạn đó là gì? Nêu tác dụng liên kết câu của trạng ngữ trong hai đoạn văn sau. Và người ta cho chúng ta hai đoạn văn ở trong truyện cổ tích sọ dừa. Đoạn văn thứ nhất: năm ấy sọ dừa Đỗ Trạng Nguyên chẳng bao lâu có chiếu nhà vua sai quan Trạng đi sứ. Khi chia tay, quan Trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và một quả trứng gà, dặn luôn phải dắt trong người phòng khi dùng đến. Đó là đoạn văn thứ nhất. Vậy thì ở trong đoạn văn này, để xác định được trạng ngữ ở trong đoạn văn và xác định được liên kết, cái trạng ngữ đó có tính chất liên kết câu như thế nào, thì các bạn phải chỉ ra xem đoạn văn mà đề bài đưa ra cho chúng ta gồm có mấy câu, và bắt đầu chúng ta đi xét trạng ngữ của từng câu một. Vậy thì chúng ta thấy cô đã đánh dấu rất là rõ ở đây rồi. Đoạn văn này gồm có 3 câu, đúng nào? Câu 1 là: năm ấy sọ dừa Đỗ Trạng Nguyên. Vậy thì trong câu đầu tiên này trạng ngữ đó là gì? À, chủ ngữ là sọ dừa. Sọ dừa sao? Sọ dừa Đỗ Trạng Nguyên. Vậy thì trạng sọ dừa Đỗ Trạng Nguyên là thành phần chính của câu. Khi nào? À, năm ấy. Vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái trạng ngữ đầu tiên trong câu, trong trường hợp A này, đó chính là năm ấy. Tiếp tục đến câu thứ hai: chẳng bao lâu có chiếu nhà vua sai quan Trạng đi sứ. Vậy thì trạng ngữ ở đây chính là chẳng bao lâu. Trạng ngữ thứ ba: khi chia tay, quan Trạng đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao và một quả trứng gà, dặn phải luôn dắt trong người phòng khi dùng đến. Vậy thì ở đây trạng ngữ là khi chia tay. Chúng ta thấy trong trường hợp thứ nhất, trong trường hợp trong cái đoạn văn đầu tiên ở trường hợp A này, chúng ta thấy chúng ta chỉ ra được 3 trạng ngữ, đúng không? Và cả 3 trạng ngữ này đều là trạng ngữ chỉ thời gian. Năm ấy
chẳng bao lâu và khi chia tay. Vậy thì cái tác dụng của trạng ngữ trong trường hợp đầu tiên đó chính là liên kết câu về mặt thời gian sự việc này đến sự việc kia. Được chưa nào? Còn trong trường hợp B, chúng ta thấy trong đoạn văn này gồm có hai câu. Từ ngày cô Út lấy được chồng Trạng Nguyên, hai cô chị càng sinh lòng ghen ghét, định tâm hại em để thay em làm bà Trạng. Nhân quan Trạng đi xứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển rồi đẩy em xuống nước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy từ trường hợp B này có hai câu, chúng ta dễ dàng chỉ ra được trạng ngữ ở trong từng câu một. Câu đầu tiên, trạng ngữ đó là gì? Chủ ngữ đó là hai cô chị, đúng không? Hai cô chị làm sao? À, càng sinh lòng ghen ghét, định tâm hại em để thay em làm bà Trạng, đó là vị ngữ. Vậy thì thành phần chính là từ hai cô chị đến làm bà Trạng, còn lại sẽ là thành phần trạng ngữ. Vậy thì trạng ngữ ở đây sẽ là từ ngày cô em Út lấy được chồng Trạng Nguyên. Được chưa nào? Đó là trạng ngữ thứ nhất trong trường hợp B. Trạng ngữ thứ hai, nhân quan Trạng đi xứ vắng, hai cô chị sang chơi, rủ em chèo thuyền ra biển rồi đẩy em xuống nước. Vậy thì ở đây chúng ta thấy trạng ngữ ở trong câu số 2 đó chính là nhân quan Trạng đi xứ vắng. Được chưa nào? Vậy thì từ hai cái trường hợp chúng ta vừa mới chỉ ra, trạng ngữ thứ nhất và trạng ngữ thứ hai, thì nó cũng liên kết câu về mặt gì? À, về mặt thời gian, về mặt cách thức diễn ra các sự việc. Được chưa nào? Vậy thì đó là chúng ta đã giải quyết xong bài tập số 2 trong phần thực hành tiếng Việt ở trang 48. Tiếp tục các bạn xét cho cô đến bài tập số 3 trong phần thực hành tiếng Việt. Rồi chúng ta xét sang bài tập số 3 trong phần tiếng Việt. Tìm và nêu tác dụng của từ lấy trong đoạn văn sau. À, trong cái phần thực hành tiếng Việt của bài này đó là có sự kết hợp với phần thực hành tiếng Việt của bài số 1. Ở trong bài số 1 chúng ta đã tìm hiểu về từ, đúng không? Có từ đơn và từ phức. Trong từ phức thì có từ ghép và từ lấy. Và từ lấy chúng ta đã tìm hiểu rồi, có lấy toàn bộ và lấy bộ phận, đúng không nào? Vậy thì ở đây, đây là một cái bài tập kết hợp lại kiến thức của bài ngày hôm trước và trích ra một cái đoạn trích trong chuyện Sọ Dừa mà các bạn đã được tìm hiểu. Vậy người ta yêu cầu các bạn tìm ra từ lấy và chỉ ra tác dụng của nó. Vậy thì trước hết các bạn phải cùng đọc cái đoạn văn này lên, sau đó thì mới xác định được. Một hôm cô Út vừa mang cơm đến dưới chân đồi thì nghe tiếng sáo véo von. Cô lấy làm lạ, đón đén bước lên nấp sau bụi cây rình xem thì thấy một chàng trai khôi ngô đang ngồi trên chiếc võng đào mắc vào hai cành cây thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Có tiếng động chàng lại biến mất, chỉ thấy Sọ Dừa nằm lăn lóc ở đấy. Nhiều lần như thế, cô gái đã biết Sọ Dừa không phải người phàm trần. Cô đem lòng yêu, có của ngon vật lạ đều giấu giếm đem cho chàng. À, đó là một cái đoạn văn trong truyện cổ tích Sọ Dừa các bạn đã được học rồi, đúng không? Vậy thì chúng ta thấy rằng là gì? Trong đoạn văn này có những từ nào là từ lấy? Thứ nhất, chúng ta chỉ ra được từ lấy đầu tiên đó chính là từ véo von, với tác dụng diễn tả cái âm thanh của tiếng sáo mà Sọ Dừa thổi, đúng không? Âm thanh của tiếng sáo thì có thể là trầm bổng, du dương. Vì thế nên nó được thể hiện thông qua cái từ lấy, véo von. Thứ hai, rón rén, đó là cái diễn tả bước đi nhẹ nhàng của cô Út. Thứ ba, lăn lóc, đó chính là miêu tả hình ảnh khổ sở lăn lóc đáng thương của Sọ Dừa. Vậy thì trong cái đoạn văn ở trong bài tập số 3 chúng ta chỉ ra được đó chính là có 3 từ lấy với những cái tác dụng khác nhau. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn là đọc đoạn văn và sau đó tìm thành ngữ được sử dụng trong đoạn văn trên, nêu ý nghĩa của thành ngữ đó. Vậy thì thành ngữ là gì? Các bạn cũng đã được học trong phần tri thức tiếng Việt của bài đầu tiên lắng nghe lịch sử nước mình rồi. Vậy thì các bạn đọc đoạn văn trước. Viên quan sung sướng vội vàng trở về tâu vua. Vua và các triều thần nghe nói mừng như cởi mở cờ trong bụng. Quả nhiên con kiến càng đã sâu được sợi chỉ xuyên qua đường ruột của ốc, hộ cho nhà vua trước khi trước cái con mắt thán phục của sứ giả nước láng giềng. Vậy thì ở đây trong cái câu vua và các triều thần nghe nói mừng như mở cờ trong bụng đã xuất hiện một thành ngữ ở đây, đó chính là thành ngữ mừng như mở cờ trong bụng. Và ý nghĩa của nó là gì? À, thể hiện cái thái độ, cái trạng thái vui mừng, phấn khởi, hân hoan của các quan và triều thần trong triều và các đại thần ở trong triều.
Đó chính là ý nghĩa của cái thành ngữ mà chúng ta chỉ ra được ở trong bài tập số 4. Đến một phần nữa trong phần thực hành tiếng Việt mà các bạn phải làm, đó chính là phần viết ngắn. Với đề bài yêu cầu chúng ta đó là viết một đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ, trình bày cảm nghĩ của em về một truyện cổ tích mà em yêu thích, và trong đó phải sử dụng 3 trạng ngữ. À vậy thì với cái bài tập viết ngắn này, đó chính là vận dụng kiến thức của chúng ta trong quá trình chúng ta tìm hiểu những câu chuyện cổ tích mà đã được học thông qua văn bản 1, đó là chuyện cổ tích Sọ Dừa, văn bản thứ 2 đó là chuyện cổ tích Em Bé Thông Minh. Ngoài ra thì các bạn cũng biết thêm rất là nhiều những chuyện cổ tích khác ở ngoài đời sống, ví dụ như chuyện cổ tích Tấm Cám này, chuyện cổ tích Thạch Xanh hay là chuyện cổ tích Cây Khế chẳng hạn. Vậy thì bây giờ các bạn hãy trình bày, tức là nêu cái cảm nghĩ, cái cảm nhận của cá nhân các bạn về một cái câu chuyện mà theo các bạn là bạn thấy cảm thấy ấn tượng nhất, bạn cảm thấy thích nhất sau khi mà các bạn đọc cái bài đó. Có thể là một câu chuyện có ở trong chương trình ngữ văn lớp 6 mà các bạn vừa mới học, hoặc là một câu chuyện ở ngoài đời sống mà bạn được nghe thông qua lời kể của ông bà, của bố mẹ, hay các bạn được đọc sách chẳng hạn. Sau, và một cái vận dụng nữa là ở trong cái bài viết đó, trong cái đoạn văn viết đó, các bạn phải sử dụng được 3 trạng ngữ. Mà trạng ngữ là cái gì thì chúng ta vừa mới học xong đúng không? Đó là thành phần phụ của câu, bổ sung ý nghĩa cho câu. Với một số những cái loại trạng ngữ như là trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trạng ngữ chỉ mục đích, vân vân. Và dấu hiệu của trạng ngữ đó là thường được ngăn cách với thành phần chính bởi dấu phẩy. Và trạng ngữ có thể đứng ở đầu câu, đứng ở cuối câu, đứng ở giữa câu. Được chưa nào? Và trong một câu thì có thể có một hoặc nhiều trạng ngữ, không có quy định. Vậy thì với cái đề bài này, cô hướng dẫn các bạn viết một đoạn văn nêu cái cảm nhận của mình về một cái chuyện cổ tích mà em yêu thích, và các bạn có thể dựa vào đó để tham khảo. Ví dụ: từ xưa đến nay, những câu chuyện cổ tích luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với trẻ thơ, vì đó là thế giới của những điều kỳ diệu, những giấc mơ đẹp. Chuyện mà em thích nhất là Sọ Dừa. Chàng trai Sọ Dừa sinh ra đã mang một dáng hình khác lạ, xấu xí, nhưng chàng trai lại có nhiều tài năng, phẩm chất tốt đẹp. Vì muốn giúp đỡ mẹ, chàng trai đã đến xin ở nhà phú ông và chăn bò rất giỏi, con nào con ấy no căng. Không những vậy, chàng còn gặp được người con gái út của phú ông có tấm lòng nhân hậu, tốt bụng nên duyên vợ chồng. Trải qua nhiều gian nan và thử thách, cuối cùng hai vợ chồng Sọ Dừa đã có được một cuộc sống hạnh phúc. Đó là một kết thúc có hậu, phần thưởng xứng đáng cho những con người ở hiền gặp lành, lương thiện. Như vậy, với chuyện cổ tích Sọ Dừa, nhân dân ta đã gửi gắm ước mơ về một cuộc sống công bằng, cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác. Vậy thì đó là một đoạn văn từ 150 đến 200 chữ để ghi lại cái cảm nhận của mình về câu chuyện cổ tích Sọ Dừa, bằng cách đó chính là phải đưa ra ở trong cái đoạn văn của mình ít nhất đó là 3 câu văn có sử dụng trạng ngữ. Vậy thì những cái trạng ngữ cô đã để sang cái màu chữ màu trắng, các bạn có thể thấy đó là gì? Từ xưa đến nay, đó chính là trạng ngữ chỉ thời gian, được chưa nào? Rồi, vì muốn giúp đỡ mẹ, đó chính là trạng ngữ chỉ nguyên nhân. Vì sao? Vì muốn giúp đỡ mẹ, được chưa nào? Rồi, trạng ngữ tiếp theo, trải qua nhiều gian nan thử thách, đây chính là trạng ngữ chỉ cách thức. Rồi, vậy thì đã đáp ứng được yêu cầu của đề bài, đó là vừa ghi lại cái cảm nhận của mình về chuyện cổ tích và vừa đáp ứng là đã sử dụng 3 trạng ngữ ở trong đoạn văn của mình. Vậy thì các bạn có thể tham khảo cái đoạn văn này để viết thành cho mình những cái đoạn văn khác đáp ứng được yêu cầu của đề bài, đó là ghi lại cái cảm nhận của các bạn về một cái câu chuyện cổ tích mà các bạn yêu thích nhất.